Hello mọi người, cảm ơn mọi người đã đến với kênh YouTube Cuộc Sống Thơ Hồ Gemini. Thảo trân trọng biết ơn mọi người. Và sau đây Thảo sẽ tiếp cuốn truyện Bé Kim, tác giả Từ Nguyên, tập 2. Thảo đọc gốc gạo của các em học sinh ở Pháp. Gốc gạo ngày 20 tháng 10 năm 1992, học sinh trên toàn nước Pháp. Gốc gạo giúp trẻ em đói ở nước Somali. Vừa về đến nhà, bé Kim vội vàng: "Thưa mẹ, con đi học về." Và hỏi ngay: "Mẹ à, nhà còn gạo không mẹ?" Mẹ ngạc nhiên, đưa tay gỡ cặp cho bé Kim, hỏi lại: "Chuyện gì mà vội thế con?" "Mẹ thì bao giờ trong nhà cũng có sẵn, vào phòng cất cặp, thay giày rồi ra đây nói mẹ nghe." Bé Kim: "Dạ mẹ." Nhưng vẫn đứng giữa nhà nói tiếp: "Mẹ à, cô giáo biểu chúng con tuần tới ngày 20 tháng 10 đó, mỗi đứa phải đem đến trường một bao gạo để cho con nít ở nước Somali khỏi chết đói đó mẹ." Mẹ thở phào, giờ thì đã biết tại sao vừa về tới nhà cô bé đã hỏi thăm nhà còn gạo chứ mẹ. Nhà chẳng bao nhiêu người, nhưng gạo thì không bao giờ thiếu. Có điều là không biết bé Kim muốn thứ gạo nào mà muốn đem bao nhiêu. "Thôi, mẹ hiểu rồi, gớm. Con vội vàng, còn một tuần nữa lận. Vào bếp cất cặp, vào phòng cất cặp thay áo, rồi đi rửa tay, ra ngồi ăn bánh với em. Mẹ nói chuyện gạo cho con nghe." Bé Kim trở lại phòng ăn, thấy mẹ và em bé đang ngồi vào bàn ăn, nhìn bé Kim tủm tỉm cười. "Như vậy là ngày 20 thứ ba tuần sau con nhỉ? Các con mỗi đứa phải đem gạo vào trường, vui nhỉ? Con phải đem bao nhiêu? Bao lớn hay bao nhỏ? Cô giáo có nói rõ không con?" "Con biết không, ở Việt Nam một bao gạo phải hiểu là một bao bố chứa cả 100 kg, phải hai người khiêng mới nổi. Sức phốc như mẹ thì chỉ có đứng mà nhìn." Bé Kim nhanh nhẩu: "Mẹ muốn khiêng bao gạo đi hả mẹ?" "Mẹ lấy cái tô múc gạo từ từ cũng được vậy, đâu cần khiêng cả bao chi cho nặng." Mẹ nghĩ một mình, con bé tính toán giỏi. Trở lại chuyện đem bao gạo tới trường, bé Kim nghĩ rằng chỉ cần đem một bao nhỏ thôi. Bèn nói với mẹ: "Không đâu mẹ, một bao nhỏ thôi, bao bằng nhựa như mẹ thường dùng để bỏ thức ăn vào tủ lạnh đó. Chừng 2 kg được không mẹ?" "Đây, mẹ cân thử, con coi đây là bao Thái Lan do người Tàu nhập cảng để bán cho người mình tại nước Pháp hay người tứ xứ. Nhà mình mỗi buổi chỉ ăn 2 lon nhỏ này là hết sức. Mỗi lon nhựa này là 150 gram gạo. 1 kg thì con biết là phải lấy bao nhiêu lon rồi." Bé Kim thắc mắc: "Được mẹ, mà không biết nên đem gạo này hay là gạo ông già tay đen?" Mẹ cười, nhớ lại thời trước đánh răng bằng kem Hinos là hình ông tay đen, nhe răng, hàm răng trắng bóng và được kêu là anh bảy chà da đen. Hỏi lại gạo ông tay đen là gạo nào nhỉ? Có phải gạo Mỹ không con? Đây là gạo mà người mình kêu là gạo không dính vì nấu ra. Hột nào đi đàn hạt đó.
rời ra từng hộp. Hôm trước mẹ mới mua bao 500 gram. Nếu con muốn lấy đem đi thì mẹ cho con đó. Có hộp đựng gạo rất tiện, vì thằng vì rằng bỏ vào bao ni lông bị rách nửa đường. Cả mẹ và bé Kim cùng cười. Em bé không biết gì cũng cười theo. Thì ở đó mà lượm từng hộp. Dạ, con tính nếu bỏ trong bao nhựa thì con lại bỏ trong một bao khác lớn hơn. Rồi biết ra ngoài bao như thế này, Trần Thiên Kim gửi tặng cho các em bé bị đói ở nước Somali. Tới đây mẹ nhìn đồng hồ như muốn kết thúc câu chuyện. Con có nhiều ý kiến hay, thế nhưng cho người ta mà biết rằng người ta bị đói cũng không lịch sự cho lắm. Nhưng khi con đem gạo tới, cô giáo đổ chung vào trong một thùng lớn. Do đó mà cái bao thấy con viết sẽ không dùng tới. Thôi, con đem bao gạo này vào phòng, cất riêng một chỗ trong phòng con. Tuần tới đem đi, để ngoài này nếu là lấy nấu thì con cần tới không có là nguy to. Bố vừa về tới nhà được mẹ chào đón bằng câu: mình biết gì không, tuần sau bé Kim đem gạo tới trường giúp các trẻ em ở Somali. Bố cười, không những không tỏ vẻ ngạc nhiên làm mẹ cục hứng, mà lại còn có ý nói đùa nữa. Thế mà tưởng có chuyện gì quan trọng lắm. Vừa đi vào phòng khách, bố nói tiếp. Bố vừa nghe ông Bộ trưởng Y tế và cứu trợ nhân đạo của Pháp đưa ra đề nghị đó. Ai chớ cô giáo ra lệnh thì trẻ em tuân theo răm rắp. Chuyện quyên góp này sẽ thành công, có điều không có đưa được tới nơi hay không. Bé Kim nghe tiếng bố về chạy ra chào bố và nhập vào câu chuyện. Bé Kim thấy mẹ có vẻ không tán đồng việc cho gạo. Bố, con thấy không, bên Pháp này cho dù có ăn cơm đi nữa thì món chính vẫn là bánh mì. Tại sao không gửi bột mì? Có phải vừa giúp cho các em mà vừa giúp cho các nhà canh nông của Pháp? Gạo là gạo nhập cảng, Pháp lại phải nhập cảng nhiều hơn nữa. Bố dứt khoát. Theo bố thì gạo vẫn hơn. Gạo coi vậy mà chất dinh dưỡng bổ nhất cho người lớn lẫn con nít. Vì đừng tưởng rằng chỉ lo cho con nít mà thôi. Người lớn chết hết, lấy ai nuôi con nít? Làm bánh mì khó nhưng nấu cơm thì rất dễ. Giữ gạo cũng dễ, ăn cơm không bao giờ bị tiêu chảy. Bé Kim hưởng ứng ý kiến của bố, nhìn mẹ như muốn thăm dò phản ứng. Mẹ nói ngay: dân ăn gạo mòn răng nói cũng có khác. Bố không nghe người Pháp nói rằng ăn bánh mì mau tiêu hơn cơ mà. Bố giải thích ngay, mau tiêu thì lại mau đói. Mà đây đâu phải sáng kiến của bố, của ông Bộ trưởng Y tế mà nhà nhân đạo đó. Báo chí hôm nay có phỏng vấn ổng. Ông nói rằng ngày 30 tháng 11 sẽ có tàu chở gạo đi Somali. 4,5 triệu người lớn, 1,5 triệu con nít đang chờ đợi. Rồi đây nhiều nước ở châu Âu cũng sẽ làm như nước Pháp vậy. Bé Kim thắc mắc. Bố à, con nghe nói bên Việt Nam trẻ em cũng thiếu ăn. Tại sao trẻ em bên này không góp gạo cho trẻ em Việt Nam mà lại giúp cho Somali hả bố? Cả nước Somali thiếu thốn, khổ sở, chớ Việt Nam nước giàu, gạo bán ra ngoại quốc nhiều lắm. Sở dĩ trẻ em Việt Nam thiếu ăn kém lớn vì người nhà nước sai lầm, ai cũng chỉ lo lấy riêng cho mình mà không lo việc chung. Tới đây là giải thích là cái nước Somali nha mọi người.
Somali ở phía đông lục địa châu Phi, bên bờ biển Ấn Độ, diện tích 638.000 cây số vuông, gấp đôi diện tích Việt Nam nhưng dân số 5 triệu người, không tới được phần 10. Trước đây, Ý, Đại Lợi và Anh cai trị được độc lập và trở thành một nước Cộng Hòa từ năm 1960. Năm 1969, nhóm quân nhân làm đảo chánh lên cầm quyền, tình hình bất ổn. Somali là một trong những nước nghèo phải trông chờ vào sự giúp đỡ của thế giới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tới câu chuyện mà góp gạo trẻ em bên Pháp. Thì ở bên Pháp thì thường thì góp gạo hồi xưa là trong này thì nói năm 1992 rồi, thì chuyện góp gạo thì hiện bây giờ con nít ở châu Âu như con Thảo mỗi lần mà thường thì hay về nhà tự các em làm bánh, rồi mẹ giúp đỡ gì đi mua hoặc là các em làm bánh rồi các em tự bán trong trường rồi lấy tiền đó rồi đem cho các em ở nước châu Phi, những em kém may mắn. Thì ở nước châu Âu á, làm cho con nít á, rất là hay trong cái chương trình mà các em làm bánh. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi Thảo đọc câu chuyện góp gạo của bé Kim. Bé Kim rất là hào hứng ha mọi người ha. Thì bé gấu con của Thảo cũng vậy thôi, mỗi lần mà làm từ thiện, làm bánh, bán bánh là bé gấu rất là phấn khởi, làm rất là nhiều và về bán. Mỗi lần bán như vậy khi 30, khi 20, khi 50, rất là hạnh phúc khi nhìn khuôn mặt con mình. Dạ, cảm ơn các bạn. Tới đây Thảo sẽ tiếp tục cái video tiếp theo nữa, cũng là đọc chuyện của bé Kim. Bye bye các bạn, đừng quên đăng ký và like và comment nhé.